Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng của năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2022. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chủ trì hội nghị. Trong tháng 8, tỉnh tiếp tục ghi nhận đa phục hồi tích cực trên tất cả các ngành lĩnh vực, trong đó ngành du lịch tiếp tục với đa phục hồi mạnh mẽ. Mặc dù trong tháng 8, lượng khách du lịch có giảm so với tháng 7 nhưng gấp 12 lần so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, khách du lịch ước đạt 1.340.000 lượt, tăng gấp 2,2 lần. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.800 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định, hiệu quả. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số EIP tăng 8,52% so với cùng kỳ. Với việc giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh theo xu hướng giảm đã tác động đến giá của một số mặt hàng và dịch vụ thiết yếu theo xu hướng giảm. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 ước giảm 0,4% so với tháng trước, bình quân 8 tháng tăng 3,7% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách, hiện ước đạt 7.816 tỷ đồng, vượt 13,9% dự toán và tăng 14,9% so với cùng kỳ. Tại phiên họp cũng ghi nhận thông tin từ các địa phương, theo đó kinh tế xã hội nhiều địa phương khởi sắc rõ nét, đặc biệt là trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, các sở ngành địa phương cần tăng cường công tác giám sát chặt chẽ tiến độ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, dự án hạ tầng phát triển sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng, việc đôn đốc bám sát tiến độ các dự án rất quan trọng. Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh, không chủ quan lơ là đối với dịch bệnh COVID-19, chủ động các kịch bản ứng phó kịp thời, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt trong bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 và mũi 4, triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch, đảm bảo an toàn. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, đảm bảo hoàn thành trước mùa cao điểm mưa bão để tránh thiệt hại. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, khẩn trương hoàn thiện các kế hoạch, phương án diễn tập và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cấp huyện gắn với diễn tập tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Trung. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào của vận động xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người nghèo trong thời gian tới.